Lời khuyên cho các đấng phu quân. Một người chồng tốt ủng hộ mình chưa đủ, vì có thể ổng nói: "À, em cứ làm đi, em giỏi, tốt, tốt." Nhưng ổng không làm gì nhiều để giúp cô, hay là không làm cô ngạc nhiên với sinh hoạt gì vui. Cái gì cô cũng phải tổ chức. Cô làm mẹ hết tất cả, kể cả ông chồng. Lúc nào cũng phải nấu ăn cho ổng, dọn dẹp cho ổng, hay là bảo ổng làm cái gì. Muốn ổng hôn một cái cũng phải nói. Cần bờ vai để tựa những lúc mình buồn cũng phải nói. Chứ ổng không có tự nhiên làm. Đàn ông, có những người không quan tâm, không có mẫn cảm để mà hiểu vợ. Có thể ổng cũng là một trong những người đó. Ổng ủng hộ, chuyện đó không có sai. Ổng không ra ngoài cờ bạc, không có để mắt vào người đàn bà khác. Ổng tốt, nhưng không có lợi gì hết, thí dụ vậy. Có thể ổng không lãng mạn đủ. Có thể ổng coi thường, muốn cô nấu ăn dài dài. Muốn cô lúc nào cũng dẫn đầu, lúc nào cô cũng phải nghĩ làm gì cho hai người. Ổng không bao giờ làm gì cho cô ngạc nhiên hay là cho cô vui một chút, hay là quan tâm là cô cần nghỉ ngơi, cho cô cảm thấy có người chăm sóc, lâu lâu một lần mà không cần cô phải hỏi, không cần cô phải gợi ý. Anh ơi em mệt. Không cần cô phải nhờ, bữa nay anh nấu ăn được không? Có những ông chồng vậy đó, họ không làm gì cho mình ngạc nhiên, họ tẻ nhạt lắm. Họ tốt, không có gì tệ hại. Không tệ hại ở chỗ họ không mèo chuột, họ ăn chay. Nhưng ngoài cái đó ra, không có gì xảy ra. Có lẽ cô quá mệt vì lúc nào cũng phải làm đầu tàu, lúc nào cũng phải dẫn đầu, luôn luôn làm mẹ. Cô không ngại chuyện đó, cô yêu thương, tử tế. Nhưng đôi khi cô cần nghỉ ngơi, mà ông chồng không phải lúc nào cũng cho mình nghỉ ngơi những lúc mình cần. Cái gì ổng cũng cho, ngoại trừ cái mình cần. Có thể ổng làm tốt, nhưng lúc mình không cần. Khi mình cần, thì ổng lại không làm. Ổng không gãi chỗ mình ngứa, phải nói ra thì chán quá. Nhiều khi mình mắc cỡ, không dám nói. Nhiều khi mình mệt quá, không muốn nói nữa. Mà đôi khi nếu mình nói ra thì đâu còn gì vui nữa, hiểu không? Như là cô phải xin ổng hôn một cái, rồi xin ổng ôm một cái, thì đâu còn vui nữa. Lúc đó ổng ôm cô thì giống như bố thí vậy thôi, hiểu không? Cô cảm thấy giống như ăn mài vậy. Thành ra các ông hãy nghe đây, sư phụ không nói đùa đâu. Đàn bà, vợ của mấy ông hay mẹ của mấy ông, họ không phải là vô địch, hiểu không? Không phải là vô địch. Họ tử tế, họ tốt, họ giàu tình thương, giàu lòng nhân ái, nhưng họ không phải vô địch. Không phải là mãi mãi không bị đánh bại. Nhiều khi họ chịu đựng cả ngày, tâm thần dao động. Mỗi tháng trước kinh nguyệt, họ mệt mỏi. Họ mệt quá rồi, vì luôn phải ban tặng. Thành ra quý ông hãy cho họ sự ngạc nhiên gì đó. Mời nàng đi ăn tối, nấu cơm cho nàng. Dù anh nấu không giỏi gì lắm, bả cũng vui như thường. Nhưng cũng phải để ý, đừng có nấu khi nàng đã xăng tay áo lên sửa soạn nướng một cái bánh thiệt ngon cho mọi người. Thì anh nói, anh nấu ăn cho. Không, không. Anh làm khi nàng cần, hiểu không? Làm đúng việc, đúng lúc. Vì đúng việc mà không đúng lúc cũng là sai. Làm sai việc mà đúng lúc lại còn tệ hơn nữa. Đàn ông không đủ mẫn cảm, hiểu không? Ủng hộ không có nghĩa là lúc nào cũng vỗ tay nói: "À, em cứ làm đi, làm cho chết luôn đi." Các anh phải làm cho nàng ngạc nhiên, hiểu không? Ôm nàng, hôn nàng. Ý nói là phải thật lòng cảm kích các công việc vất vả mà nàng đã làm cho anh và cho gia đình. Tại vì phụ nữ đa số cái gì họ cũng thấy, cái gì họ cũng làm. Còn đàn ông thì khó lòng mà nhận thấy cái gì. Nhiều khi nàng cho hoài ngán quá, không phải là chán cho mà kiệt quệ rồi. Nàng cần một bờ vai để khóc, hay là cần một cái ôm, một bữa ăn ngạc nhiên. Dẫn nàng đi coi cine hay là dẫn nàng đi chơi, cái gì nàng thích. Nếu nàng thích người khác nấu ăn giùm, thì nấu cái gì đó cho nàng, hay là mua cái gì đó mang về,
hay là những câu hỏi tử tế và một cái ôm. Và thật sự giúp công việc nặng nhọc nữa nhé. Làm cho nàng ngạc nhiên với cái gì đó nàng thích. Không cần phải kim cương này nọ, nhưng ngay cả mấy việc nho nhỏ cũng quan trọng. Nấu cho nàng khi nào nàng mệt, thỉnh thoảng mang đồ ăn sáng lên giường cho nàng, xoa chân cho nàng, đấm bóp thân thể cho nàng, xả nước ấm cho nàng tắm khi biết nàng mới đi làm về, cực khổ. Xả nước ấm hay gì đó cho nàng tắm, hay là nấu nước trà, hay là nấu cơm chiều để sẵn, đốt lò sưởi. Làm gì đó ấm cúng đầy tình thương, chào đón, hiểu không? Cách mà nàng làm cho anh thương nàng vì nàng nấu ăn ngon, nàng chăm sóc cho gia đình. Anh thương nàng vì nàng như vậy, thì anh cũng làm thế, hiểu không? Không phải là mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi nàng cần, thì nàng sẽ rất biết ơn. Anh sẽ thành ông trời của nàng ngay lập tức. Dù anh đã 90 tuổi, rụng răng hết rồi, nàng vẫn sẽ thương anh, hiểu không? Tại vì nói cho ngay, sau khi lấy nhau lâu rồi, vợ chồng đâu có gì nữa. Chuyện phòng the không còn hấp dẫn nữa rồi, chỉ còn công việc. Làm việc cho nhau, ngày nào cũng thấy cùng người đó. Mỗi ngày mỗi già, mỗi hói, bả cũng vậy. Nhiều khi nàng thấy không được thương nữa, tại anh không đếm xỉa gì nữa. Hoặc là có khi nàng nói chuyện thì anh lại nghe tivi, rồi cứ chào ơi, ném đi, ném, ném. Nói với người đánh banh, rồi cứ trời ơi, ném dở quá, như vậy đó. Rồi cái đổi đài truyền hình. Thành ra chồng ủng hộ, nhưng ủng hộ như thế nào? Có lẽ vì vậy mà cô mất sức, cảm thấy không được thương, không được săn sóc. Không có ai làm gì xấu cho mình, nhưng cũng chẳng ai làm tốt. Con cái mới bị lớn thôi, chỉ có thể ôm mình một cái. Rồi lại nói má, tối nay ăn gì? Ông chồng cũng vậy, họ coi đó như là chuyện đương nhiên. Đa số ông chồng coi vợ như là chuyện đương nhiên. Vợ nấu, vợ dọn, vợ lo nhà cửa, đương nhiên là như vậy. Không phải thế đâu, hiểu không? Người là người, phụ nữ không vô địch đâu nhé. Thật ra đàn bà không khỏe mạnh bằng đàn ông, thành ra đàn bà đôi khi cần nghỉ ngơi một chút. Hay là nói với nàng, em đi chơi đi, làm gì em thích. Hay là cho nàng thêm một ít tiền, hôm nay em đi mua gì thì mua, anh sẽ nấu ăn, lo cho con. Cứ bảo anh làm gì, đưa danh sách đây, anh sẽ làm hết cho. Em đi chơi với bạn gái cho vui hay làm gì đó. Hay là không phải chỉ có vậy thôi, đấm bóp cho nàng, ôm một cái, hôn một cái, giống như thuở ban đầu. Có lẽ không làm mỗi ngày được, nhưng nhất là những lúc nàng cần. Nếu làm được mỗi ngày thì thật tốt. Bảo chồng quý vị nghe nhạc của Frank Sinatra. Vỗ tay cho chị hai hay cho Frank Sinatra đây. Vì ổng là người Ý, phải không? Có những bản ông hát rất hay. Cho nàng biết anh yêu nàng, cho nàng biết anh yêu nàng hôm nay. Một, hai nụ hôn, đời như nắng hồng sai. Cho nàng lý do để sống, nàng cần tình thương của anh. Bất cứ làm gì, hãy luôn chia sẻ, hãy luôn yêu thương. Khi một người thương anh như tôi thương anh. Thương yêu chia sẻ ha, thương yêu và chia sẻ. Chia sẻ không phải chỉ có lúc vui mà cả lúc khổ nữa. Chia sẻ gánh nặng gia đình, chia sẻ trách nhiệm. Đa số phụ nữ làm việc nhà nhiều quá, càng xa càng thương. Ở Nhật Bản, đa số công ty trả tiền cho nhân viên đi đến tu viện Thiền Tông để tọa thiền một thời gian. Và họ trả lương những ngày đó để cho nhân viên của họ trở nên khai ngộ hơn, thông minh hơn, khi nhân viên của họ trở về làm việc cho công ty. Không phải đó là chọn lựa khôn ngoan sao? Dạ phải. Đó là lý do người Nhật vô cùng thành công. Xe hơi họ hàng đầu, đứng trong hạng 5, hạng 10, các xe hàng đầu thế giới. Người ta chuộng xe Nhật. Cho dù có người đã quấy rối và tạo một số trục trặc kỹ thuật trong vài tháng, vài năm qua, người ta vẫn mua xe Nhật. Vẫn là hiệu xe rất đáng tin cậy, ít phải sửa chữa.
Giá rẻ và chất lượng vô cùng tốt bởi vì công nhân làm việc với trí thông minh, có lương tâm. Quý vị thấy các công ty như vậy trả tiền cho nhân viên của họ đến tu viện thiền tông, nghỉ việc 1 tuần hoặc 2 tuần chỉ để tọa thiền, luyện tâm trí họ, giữ điềm tĩnh để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn, để có thể phục vụ công ty hiệu quả hơn. Quý vị thấy không? Như vậy tại sao các cô vợ lại không hiểu? Hoặc sao ông chồng không thể lĩnh hội rằng người phối ngẫu của họ đi tọa thiền là điều tốt cho gia đình, tốt cho đất nước, tốt cho mối quan hệ lứa đôi? Trừ khi quý vị muốn có ông chồng ngu, dễ kiểm soát, vậy thì không. Nhưng nếu muốn có người chồng tốt, thì quý vị phải tôn trọng họ. Và nếu người chồng khai ngộ hơn, thì anh ta càng đáng kính hơn, phải không? Ổng thông minh hơn, cho nên nếu người vợ hoặc chồng trở nên khai ngộ, không phải như vậy tốt hơn sao? Không phải mình hãnh diện hơn khi có người chồng thánh thiện hơn sao? Nghĩa là tốt cho quý vị phải không? Cho nên tôi thật sự không hiểu điều này. À, vì bây giờ tôi không có chồng, cho nên nếu có chồng, có lẽ tôi sẽ bảo ông đừng đi cộng tu. Đây là một loại tình thương, dĩ nhiên nhưng là tình thương vị kỷ, tình thương chiếm hữu nhiều hơn. Lúc nào cũng muốn chồng thuộc về mình, để anh luôn luôn ở gần bên, để mình biết anh đang làm gì. Bởi vì nếu anh đi cộng tu, mình không biết anh làm gì và mình cô đơn ở nhà. Nhưng cho dù thương yêu nhau thắm thiết nhất, đôi khi cũng nên có chút khoảng trống để thở. Chẳng hạn như củi, nếu xếp củi quá sát với nhau, củi không cháy mạnh được, cần chút khoảng trống. Thế thì hai vợ chồng nếu sau khi xa nhau một chút rồi về nhà, nhất định là tốt hơn, phải không? Càng xa càng nhớ, người ta nói vậy. Như vậy có gì quan trọng đâu khi chồng hay vợ đi cộng tu hoặc giữ bế quan vài ngày. Vậy thì quý vị càng thương quý nhau nhiều hơn. Chẳng hạn nếu vợ vắng nhà 1 tuần, chồng ở nhà phải giặt quần áo, rửa chén, phải giặt quần áo, rửa chén, hút bụi, thì càng trân quý vợ nhiều hơn về những gì cô ấy làm hàng ngày. Và nếu chồng vắng nhà, vợ phải mang hàng tạp phẩm về, đi mua sắm một mình với nhiều hàng tạp phẩm, hoặc phải tự mang rác ra ngoài một mình, hoặc phải lái xe đi làm chẳng hạn, thì có lẽ cô sẽ cảm kích sự giúp đỡ của chồng nhiều hơn khi anh ở nhà. Đó phải là một lợi điểm. Và quý vị cảm kích lẫn nhau hơn thay vì làm cho nhau ngạt thở. Hôn nhân không phải là nhà tù, nhưng nhiều người biến nó thành ngục tù. Và rồi mình cứ phải lúc nào cũng lắng nghe người kia, hoặc vâng lời nhau, hoặc ràng buộc lẫn nhau, thì mình không phát triển được nữa. Không có thời gian để học hỏi những điều mới, không có thời gian để gặp những người mới, không có thời gian để nghiên cứu những điều thú vị hơn, ngay cả trên mạng Internet hoặc với bạn bè, hay là không có gì mới lạ, mỗi ngày chuyện cũ tái diễn. Và dĩ nhiên sau một thời gian, có lẽ ông chồng đang kiên nhẫn hoặc cô vợ rất hiền thục, bỗng lâu ngày phát chán và rồi bất ngờ gặp người nào đó hoặc thấy gì đó thú vị hơn. Thế là tan vỡ, ly dị và không còn gì có thể hàn gắn được nữa. Đây là vấn đề. Càng ngạt thở, người ta càng muốn mở ra, đi ra ngoài để có chút không khí trong lành. Mọi quan hệ là để chúng ta học hỏi. Quan hệ tình cảm không có nghĩa là để quý vị chờ mong người kia làm những gì quý vị muốn, mà quý vị phải làm những gì mình muốn. Muốn mình là người thế nào? Tốt đẹp ra sao? Muốn là loại người như thế nào trong mối quan hệ đó? Quý vị nghĩ là tốt, giờ đây tôi gặp chàng, tôi gặp nàng, cuộc đời tôi sẽ thay đổi, sẽ thật tuyệt vời. Chàng hay nàng sẽ làm tôi hạnh phúc. Không đúng vậy. Quý vị tự làm mình hạnh phúc hay không trong mối quan hệ đó? Phần lớn thời gian chúng ta trông đợi người kia làm cho mình vui, là một người như ý mình muốn, và đó là vấn đề. Chúng ta quên làm con người mình muốn làm. Chúng ta quên lập lịch trình cho chính mình, quên lập một lịch trình lý tưởng cho mình mà lại lập ra một lịch trình cho người phối ngẫu. Chúng ta tạo một hình ảnh về người hôn phối, cả hai đều trông đợi như vậy. Đó là lý do mọi chuyện đổ vỡ.
Vấn đề của chúng ta là chính chúng ta, luôn là chúng ta. Nhưng đa số người khi lập gia đình, khi họ có tình nhân hay có bạn, họ đặt hết sự chú tâm của họ vào người kia, vào phân nửa kia và kiểm soát. Ôi, anh ta làm sai rồi, cô ấy làm tệ quá. Ôi, cô ta không tốt, anh ấy không tử tế. Chúng ta quên là phải kiểm thảo chính mình. Chúng ta mới là người quan trọng. Bất cứ quan hệ nào, bất luận tình huống nào, cũng là để cho chúng ta học hỏi, không phải cho người kia. Người kia chỉ là chất xúc tác mà thôi. Nó giống như một cái cớ để chúng ta thực tập lực lượng của chúng ta, sức tưởng tượng của chúng ta về chính mình. Không phải về ông chồng hay bà vợ quý vị, mà là về quý vị. Quý vị muốn là một người như thế nào trong mối quan hệ này? Nếu ông ấy phản ứng thuận lợi, tốt. Nếu người chồng hay vợ phản ứng không thuận lợi, quý vị không thể làm gì hơn ngoài việc kiểm lại chính mình, xem quý vị vẫn quân bình, vẫn đi đúng đường, quý vị có vấn đề hay không. Quý vị không thể đặt hết tâm trí vào ông ta rồi quên mất chính mình. Hãy làm người bạn đời tốt. Nếu có vấn đề gì với người thân trong gia đình thì hãy dàn xếp với riêng vợ hoặc chồng mình mà thôi. Quý vị không có quyền nói xấu người bạn đời của quý vị, dù đúng hay không đúng, với một người thứ ba. Quý vị vi phạm danh dự cá nhân riêng tư của người đó, và nếu quý vị thương người đó thì quả là tệ. Quý vị thật tình đã bôi nhọ họ bằng cách đó, bởi đôi khi quý vị cũng hiểu lầm họ. Dù có đúng đi nữa, có thể họ không có ý định làm như vậy, chỉ là thói quen của họ, hoặc có thể họ nghĩ làm như vậy là tốt cho quý vị, nhưng lại không tốt cho quý vị, vì quý vị không thích như thế. Nhưng quý vị chỉ nên nói với họ mà thôi, vì đó là người mà quý vị phải giải bày, không thể giải quyết với người thứ ba. Nếu quý vị là vợ chồng sống với nhau, thì phải giải quyết vấn đề với nhau. Ráng đừng nói hành nói tỏi về người đó. Giả sử sau này họ biết ra, tình nghĩa sẽ mất đi, sẽ hết. Họ không tha thứ cho quý vị được. Lòng tin đã bị rạn nứt. Nếu quý vị sống với nhau như vợ chồng, quý vị phải tin tưởng nhau. Phải biết rằng quý vị có thể dựa vào họ những lúc đau khổ, và người đó sẽ che chở quý vị, sẽ vinh danh quý vị, sẽ bảo vệ danh dự của quý vị. Chứ không phải người đó có thể bán quý vị cho bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Tôi biết khó, nhưng hãy cố gắng. Đó là cách duy nhất để làm. Ý tôi là không còn cách nào khác. Các cách khác sẽ gây rắc rối. Quý vị có thể thử cách khác nếu muốn, nhưng nó sẽ gây rắc rối cho quý vị. Lúc bấy giờ quý vị sẽ biết rằng đây là chọn lựa duy nhất mà chúng ta phải sống với. Vợ chồng cãi nhau cũng vì đầu óc. Nó thu thập đủ mọi tin tức rác rến, và mỗi khi có hoàn cảnh hơi giống như vậy là nó đem những thứ đó ra, khiến vợ chồng hoặc người bạn đường cãi nhau nữa. Gần như lúc nào cũng cùng chuyện đó, cùng lỗi đó. Dù quý vị có cãi nhau nhiều chăng nữa, hãy biết đó chỉ là đầu óc gây rắc rối hoặc là nghiệp chướng mà thôi. Nghiệp chướng là những điều được ghi lại trong đầu óc, hành động mà quý vị đã tạo ra trước kia, những hậu quả trí óc ghi lại, và lần sau nó lại đem ra giống như vậy. Vì thế, hãy để cho tình thương vượt trên trí óc, vượt trên sự giao tiếp cơ thể xác, vượt trên tình dục, vượt trên sự khó khăn. Quý vị phải yêu với tình yêu của Thượng Đế, với thứ tình yêu nhẫn nại, vô điều kiện, thì nó sẽ bền vững và vượt qua được những phiền toái. Nếu lúc nào quý vị cũng nhìn vào những phiền toái của người bạn đời hoặc của quý vị, thì quý vị chỉ làm vấn đề lớn thêm mà thôi. Hãy cố gắng và giải quyết chung với nhau. Điều đó không có nghĩa là quý vị quên những chuyện mà người bạn đường làm phiền quý vị hoặc những thói quen của họ. Quý vị phải ngồi xuống nói chuyện, ghét những thói quen chứ không phải con người của họ, vứt bỏ những phẩm chất xấu chứ không phải con người. Ai cũng có vấn đề để giải quyết, vì vậy chúng ta mới tới nơi đây, và đời sống chỉ là vậy. Có những khó khăn nhưng không phải là không giải quyết được. Tôi chính là một tấm gương điển hình cho điều này. Cho nên quý vị hãy cố gắng là một mẫu mực cho chính bản thân mình.
hãy vui vẻ lên. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.